Xin chào tất cả các anh toàn thủ nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, video số 25 của em. Chiều ngày 23 tháng 4 anh các anh nha. Rồi hôm nay em xả một lô bao nè, bao da, có bao dù, có dại đều có cho các anh nha, cho các anh lựa chọn. Rồi, giá rất là dễ thôi các anh nha. Rồi bao nào mà hư dây kéo hay là bị rách, các anh về các anh sửa giúp em nha. Rồi giá hôm nay em xả thì giá mỗi sản phẩm thì 30k ship các anh nha. Hai sản phẩm thì cũng 30k ship ạ. À. Dạ, em xả thôi ạ. À. Rồi, em xin lên cái bao đầu tiên nha. Đây, cho các anh đựng dụng cụ đi nha. Đây có một túi chính và một túi phụ nha. Đây, cái túi này dài bao nhiêu đây? Túi này là khoảng 1m2 các anh nha, 1m2. 1m2 túi này là 120k. Đây ạ. À. Dây kéo bình thường nhá. Rồi. Đây, chỉ bụi thôi, các anh dặn các anh giặt lại giúp em nhá. Rồi, ok. Túi này là có mã số 1, giá là 120. Mã số 1 ạ. Giá 120 các anh nhá. Rồi, túi tiếp theo ạ. Đây, túi này dù luôn. Đây, túi dù luôn, túi này rất là đẹp nhá. Của DOB các anh nhá, DOB. DOB rồi để em đo xem bao nhiêu nhá các anh nhá. Đây 1,5m nha các anh nhá, 1,5m ạ. Tổng dài có anh hỏi 1,5m, hôm nay em có cái bao đó. Anh vô anh đặt hàng nhanh tay giúp em nhá. Rồi túi này rất là đẹp luôn. Rồi một túi chính nè, một túi phụ bên ngoài nhỏ nha. Đây. Đây dây kéo vẫn còn rất ngon anh nhá, dây kéo vẫn còn rất ngon ạ. Đây, túi bên trong đây ạ. Rất là đẹp luôn. Đây. Còn sạch luôn. Bên ngoài thì anh về anh giặt sơ qua giúp em. Rồi, túi này là mã số 2, giá là 250k nhé. Mã số 2 giá 250k. Rồi, tiếp theo, tới bao này đây. Bao này là bao da nhé các anh nhé. Bao da, tay cột đây. Rồi, một túi chính thôi, có một túi chính thôi nhé. Bao da. Rồi, về giặt sạch giúp em nhé. Đây, con túi này là mã số 3. Mã số 3, giá 100k. Mã số 3 giá 100k các anh nhé. Đây túi phụ bên ngoài nhé. Rồi mã số 3 giá 100k. Túi tiếp theo ạ. Rồi túi này túi dù luôn nha. Dạy dù luôn. Đây ở bên ngoài nó có bị chóc này nè. Chóc sơ nha. Đây có một túi phụ. Đây đế đây. Đế của nó đây. Còn bằng cao su nhá. Rồi. Đây dây kéo nó đây nha. Hai dây. Đây các anh, bên trong rất là đẹp nha. Rồi, túi phụ đó. Rồi, cái túi này dài là 1m2 các anh nha. Dạ, túi dài 1m2. Túi này mã số là mã số 4, giá 50k các anh nha. Mã số 4 giá 50k. Rồi túi tiếp theo ạ, túi này túi da các anh nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, rất đẹp. Có một túi chính và một túi phụ. Đây, dây kéo đây. Dây kéo vẫn còn ngon nhá. Có vài con dây kéo không được ngon thôi. Đây, rất là êm bên trong. Túi phụ đây các anh nhá, túi phụ đây. Đây. Rồi, hẹn đo xem bao nhiêu nhá các anh nhá. Đây 1m2 luôn các anh nhá, 1m2. Rồi. Túi này mã số 5 có giá là 250k, mã số 5 250k các anh nhá. Túi da rất là đẹp. Không dắt luôn. Rồi tiếp theo ạ. Đây dạy dù. Đế là cao su nhá. Đây, em mời các anh xem. Có một túi chính nè, một túi chính nè, túi phụ to nè. Túi phụ to nhá. Rồi đây ạ, 1m2 luôn nhá. 1m2, túi này 1m2. Đây dây kéo của nó đây. Đây, bên trong còn rất là sạch sẽ luôn các anh nhá. Rồi, đây, màu đỏ, màu xanh nhá. Đây, dính giờ để thôi các anh về các anh giặt sạch vô anh nhá, giúp em nhá. Rồi đây là mã số 5 giá 180, mã số 6. Em xin lỗi, mã số 6 nha, mã số 6 giá 180.
Rồi tới con mã số 7 nha. Đây túi dù nè, đây có ốc nó có điện xét đi nha. Rồi dây kéo nó bị cứng nha, các anh về các anh thay dây kéo giúp em ạ. Đây mời các anh xem. Rồi cái túi này là 1m25 các anh nhé, 1m25 nha. Rồi túi này mã số 7 giá 100k, mã số 7 giá 100k. Một túi chính và một túi phụ, túi to nè, dây kéo bị hư nha. Dây kéo bị hư rồi ạ. Bị chính trị thôi. Rồi túi tiếp theo ạ. Túi này túi da các anh nha, túi da rất là đẹp luôn. Màu hồng đô, màu đỏ đô. Đây là 95 nha các anh nha, 95. 95 cm, một túi chính và một túi phụ nè. Đây dây kéo bạn còn dùng được các anh nha, dây kéo bạn còn dùng được ạ. Đây hơi cứng tí nha, đây nhỏ thôi dây kéo của nó. Đây các anh nha, bên trong nè. Đây bên trong đây nha. Rồi đây là mã số 8, mã số 8 giá 280k, mã số 8 giá 280k các anh nha. Tiếp theo ạ, đây túi dù đó, túi dù. Đây có chiều dài là 1m28 nè, là 1m3 nha các anh nha. Đây túi dù đây rất đẹp luôn, đây rất là đẹp luôn các anh nha. Đây có mã là mã 10, mã số 9 giá 100k, mã số 9 giá 100k nha. Đây bề ngoài ngoại hình thì nó bụi bặm thôi các anh dễ các anh chà. Rồi em giới thiệu túi tiếp theo cho các anh nhé. Đây chất liệu là dù luôn nhá. Đây cái gót của nó là bằng da các anh nhé, gót bằng da. Rồi em đo thử cho các anh xem ạ. Đây 1m2 các anh nhé, 1m2. Đây một túi chính và một túi phụ luôn. Đây dây kéo của nó là cứng tí nha anh nhé. Đây cái loại này là cứng nha, khó kéo. Rồi đây dây kéo này vẫn bình thường nha anh nhé. Đây túi bên trong ạ, túi bên trong nha. Rồi cái túi này mã số 10 giá là 100k, mã số 10 giá 100k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình nhé. Rồi có tiếp theo, túi này là chất liệu bằng da các anh nhé, chất liệu bằng da. Đây mẫu mã của nó cũng đẹp luôn. Rồi chiều dài của nó là 1m4 các anh nhé, 1m355, 1m4. Rồi đây một túi chính, nó có một túi chính nhá và túi phụ nhỏ nhỏ bên trong nhá. Đây mini, đây bị rách một tí nhá các anh về nhíp lại cho dùm em nhá. Rồi đây nhá, đây. Rồi túi này vẫn bình thường, túi này là mã số 11 nhá, 11 giá 100k, mã 11 giá 100k. Rồi túi tiếp theo, túi da nhá các anh nhá. Đây bị dính keo nè, các anh về các anh chà giúp ra giúp em. Đây túi nó đây, dây kéo bằng ok nhá, dây kéo này bằng ok. Nếu mà hư các anh bỏ ra vài chục đồng mua dây kéo thay dưới giúp em nhá. Đây túi da luôn, bên trong rất là êm luôn. Đây bên trong rất êm nhá. Rồi túi này chiều dài của nó là 1m2 các anh nhá, 1m2, đựng cần 1m2 nhá. Đây có túi phụ luôn, túi chính và túi phụ. Rồi mã số 12 giá 100k, mã 12 giá 100k. Rồi cứ tiếp theo ạ. Đây vải dù nhá, là bằng vải dù để cao su nè, để mụn nha. Rồi có một túi chính, một túi chính và một túi phụ, một túi chính và một túi phụ ra nha. Đây không có rách ra, em kiểm tra giúp các anh. Rồi đây túi đây ạ. À. Đây bên trong hơi cũ kỹ một tí ra anh nha. Rồi túi này là mã số, là mã số 12 giá 150k, mã 12 giá 150k ra anh nha. Mã 12. Rồi em lên túi này, túi này rất là đẹp luôn các anh nha.
Để em đo chiều dài của nó là. Chiều dài của nó là 1m2 nhé các anh nhé. 1m2. Đỉnh cần 1m2 nhé. Đây rất là đẹp luôn. Bằng da, chất liệu là bằng da. Đây dây kéo đây anh nhé. Đây túi bên trong, túi chính nè. Có một túi mini ở bên trong nhé. Rồi bên đây. Bên đây hai túi luôn nhé các anh nhé, hai bên luôn. Đây rất là đẹp luôn, còn sạch còn mới luôn, túi này rất là đẹp. Đây túi mini ngoài bên phụ bên ngoài nhé. Đây túi này rất sạch đẹp luôn, mua về là sử dụng luôn, không cần lau chùi gì hết các anh nhé. Đây mã số 13 giá 500k. Mã 13 giá 500k các anh nhé, túi xịn nhé. Rồi túi tiếp theo, túi này là bằng da luôn, túi bằng da. Túi này có hơi cụ kỳ đi nhá, túi này bụi bậm là các anh về các anh chạy giúp em. Đây túi đây, đây quay sách. Rồi chiều dài của nó là 1m5 các anh nhá, 1m5. Túi này chiều dài 1m5 các anh nhá. Đây có túi mini nhỏ ở dưới nha. Để. Rồi đây là mã số 14. Mã 14 giá 150k. Mã số 14 giá 150k các anh nha. Rồi em lên con tiếp theo ạ. Mã số 15. Đây là túi dù các anh nha. Túi dù. Đây. Đây đế là bằng mũ nha. Mũ cao su nha. Rồi. Dây kéo của nó nè, dây kéo bằng bình thường nhé các anh nhé. Đây bên trong về trà rửa sạch sẽ là ok, mang đi dùng liền. Rồi chiều dài của nó là 1m2 đấy nhá, 1m2. Mã số 15 giá 150k. 1m2 mã 15 giá 150k. Hôm nay em xả cho các anh túi giá rẻ, giá đẹp dễ rẻ, túi chất lượng nên bên em không có bao ship cho anh các anh đâu nhé. Rồi túi tiếp theo, túi này túi dùng nhá, túi dạy dùng 1m2 luôn, 1m2 luôn. Rồi một túi phụ, một túi chính, có một túi chính nhá, một túi chính luôn, bên trong rất là đẹp luôn các anh nhá, sạch sẽ luôn, bên trong rất là sạch sẽ. Đây có túi mini bên này, có dây kéo luôn nè. Đây rồi một túi phụ nha, túi phụ bên ngoài. Đây túi phụ bên ngoài nha các anh nhé. Rồi mã 16 giá 120k. Mã 16 giá 120k, rất là đẹp luôn. Rồi túi tiếp theo ạ. Túi này túi da nhé, màu nâu. Túi da màu nâu kem. Đây ở, đó, ở dưới đít nó có rách một tí rồi nha cái này các anh, có rách một tí rồi mới giảm giá lên nhé. Rồi cái kéo nó vẫn là bình thường, bên trong bụi dơ tí, các anh chà rửa giúp em. Ở ngoài này có túi phụ nè, túi phụ nè, cái kéo vẫn bình thường nha. Rồi đây đây là mã số 17 các anh nhá. Mã số 17 giá 150k. Mã 17 giá 150k. Rồi em tới túi tiếp theo ạ. Đây túi này túi dù các anh nhá, túi dù nhại dù. Đây túi chính đây, bên trong rất là đẹp luôn các anh nhá, bên trong còn rất là đẹp mới luôn. Đây một túi chính thôi, chỉ có một túi chính thôi các anh nhá. Đế là đế cao su, chiều dài của nó là 1m30, 1m4 nha các anh nhá, 1m4 ạ. Túi này 1m4, mã số là 18 giá 150k. Mã 18 giá 150k. Rồi, túi màu đỏ nha, túi dù màu đỏ. Mã số là mã số 19. Đây 1m25 nha anh nhá. 1m25. Đế là đế cao su, đế mụ cao su nha. Rồi dây kéo của nó đây, dây kéo vẫn đẹp, vẫn còn bình thường nhất anh nha. Đây bên trong hơi bụi bậm dính keo đấy thôi, các anh về các anh chà rửa sạch sẽ là mang dùng ngay. Rồi
Mã số 19 giá 150k, mã 19 giá 150k. Rồi, túi da, túi này rất là đẹp đó các anh nha, túi da. Đây. Chiều dài của nó là 1m2 các anh nha. Chiều dài 1m2 ạ. Mã số 20 chiều dài 1m2. Đây. Túi đây anh. Đây, dây kéo túi chính bạn còn xài rất là ngon nha. Đây, bên trong rất là đẹp luôn. Rất là bắt mắt nha. Đây. Bên trong rất là đẹp nha các anh nha. Một túi chính, hai túi phụ nha. Hai túi phụ. Đây, ở dưới đây có bị rách một tí rồi nha các anh nha. Các anh đi nhíp lại giùm em. Đây. Nút đây. Nút này nút quặn nha. Nút quặn mở ra. Rồi, bên đây túi phụ đây là dây kéo nha. Túi phụ là dây kéo. Rồi, con này túi này là mã số 20 giá 450k. Mã 20 giá 450k các anh nha. Rồi, túi tiếp theo túi dù. Chạy dù. 1m2 nha các anh, 1m2. Túi là 1m2 nha. Đây, dây kéo bằng còn bình thường luôn. Bên trong rất là sạch sẽ luôn. Không dơ nhá. Rồi. Túi này là mã số 21, giá là 150k. Mã 21 giá 150k. Anh nào kỹ lưỡng thì về giặt sơ giúp em. Còn không thì mình mang đi dùng ok luôn. Mã số 20. Mã số 21, giá 150k. Rồi. Túi da các anh nha, tới túi da nè, đây cao su, để cao su nha. Mã số là mã số 22. Rồi, để tiếp cho anh xem, mình mở ra xem. Đây dây kéo hoàn toàn bình thường luôn nha, bên trong hơi dơ, dính nước nè. Dính nước nè, lông kêu trà. Đây, đây có một bên nữa. Túi phụ lớn nha, túi phụ lớn, bên trong có túi mini nhỏ. Rồi bên này nữa. Ba túi nữa, ba túi lớn, ba túi chính nha các anh nha. Ba lớp. Rồi, rất là đẹp luôn. Túi này là 1m2 nha, 1m25 các anh nha. Rồi, túi này là mã số 22 giá là 500k, mã số 22 giá 500k. Rồi, túi da tiếp theo các anh nha. Túi này rất là to luôn. Đây rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nha. Ở dưới đây có rách tí rồi nè các anh xem rõ giúp em nha. Rách một tí rồi. Cái nào mà hư dây kéo hay là rách gì đó, các anh thay hoặc là giá giúp em nha. Đây, bên em đã sale rồi ạ. Rồi, 1m2. Một túi chính nè, một túi chính nha. Đây, có túi phụ bên đây nha. Rất là dài, nó dài xuống đây nha. Đây, bị rách rồi. Rồi một túi phụ mini nha, một túi phụ nhỏ nè. Rồi dây kéo nha, dây kéo vẫn còn bình thường luôn các anh nha. Đây là mã số 23, giá là 150k. Mã 23 giá 150k, cho tôi một cái túi da luôn, ok luôn. Rồi tiếp theo ạ, cái túi da luôn các anh nha. Túi da 1m2 các anh nhé, 1m2. Đây có một túi chính nè. Túi chính bên trong có dính nước một tí. Rồi bên trong có dính nước một tí các anh nhé. Các anh ngồi thì rửa sạch sẽ cho em. Rồi một túi phụ à. Đây một túi phụ nha. Một túi phụ. Rồi 1m2, cái này 1m2. Mã số 24 giá 100k, mã 24 giá 100k. Rồi, em xin phép lên con túi tiếp theo. Túi này 1m1 các anh nhé, 1m100, 1m10, 1m10. Rồi, để cao su mũ nhé. Đây, dây kéo đây, bên trong đây, bên trong phụ kiện một tí nha. Bên trong không sao và không vấn đề gì, bên ngoài rất là đẹp rồi, ok. Đây bụi mình chà là sẽ ra.
Rồi chú này mã số 24 đó anh nhá. Mã 24 giá 150k. Mã 24 giá 150k. Rồi, túi tiếp theo. Túi này túi da bóng đó nha, túi da bóng nè. Đây, bụi nha. Rất là nhiều bụi nha. Keo. 1m4 á nhá, 1m4, túi này dài 1m4. Rồi cao su để cao su mũ. Rồi đây bên trong của nó đây ạ. Đây bên trong đây. Trà sơ qua là ok, bên ngoài thì bụi thôi. Rồi túi mini ở ngoài nhé, túi phụ, một túi phụ ở ngoài. Dây kéo của nó không vấn đề gì các anh nhé, dây kéo không vấn đề gì ạ. Rồi túi này là mã số 25 giá 220k, mã 25 giá 220k các anh nhé. Rồi túi tiếp theo, túi này túi dù, túi dù nhé, dài 1m2 các anh nhé, túi này 1m2, dây kéo nè, ba chi của nó là màu cam nhé. Đây vẫn còn tốt luôn, dây kéo vẫn còn tốt nhé. Đây túi đây. Rồi túi này là có mã là mã 26 ra nhé, mã 26 giá 100k, mã 26 giá 100k. Rồi túi này hơi cũ kỹ tí các anh nhé. Đây bị dắt ở bên ngoài này nè, các anh nhíp giá vô giúp em, bên trong rất là đẹp luôn. Đây rất là sạch sẽ nhá. Đây dây kéo bị cứng rồi, các anh thay dây kéo giúp em. Túi này 1m2 nhá các anh nhá, túi này 1m2, mã là 27 giá 30k, mã 27 giá 30k cộng 30k ship là 60k các anh nhá. Rồi túi tiếp theo, túi da luôn. Túi này 1m4 các anh nhá, 1m38, 1m4. Một túi chính và một túi phụ nha. Đây, túi bên trong đây rất là đẹp nha. Đây, dính nước nè, trà đâu ạ. Rồi bên trong đó, bên trong cụ kỹ lý các anh nha. Rồi, túi này có mã là mã 28. Giá 250k, mã 28 giá 250k các anh nhá. Túi da luôn. Rồi, lau chùi sạch sẽ là dùng được. Rồi, túi tiếp theo ạ. Túi này đế cao su, túi đế mụn cao su nha. 1m2, túi này dài 1m2, một túi chính và một túi phụ. Đây túi chính của nó đây các anh nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, bị bẩn thôi. Còn tốt, dây kéo của nó xài rất là tốt các anh nhé, dây kéo nó xài rất là tốt. Rồi đây, cái túi này nó làm dây kéo ok. Đây, túi phụ mini nhé. Đây là mã số, là mã số 29 giá 200k, mã 29 giá 200k. Rồi túi tiếp theo ạ. Túi này túi da các anh nhé, túi da, đế của nó là túi da cứng luôn, da cứng luôn. Hơi bụi bọng tí các anh về các anh lau chùi trà đủ giúp em. 1m1 các anh nha, túi này dài 1m1, có một túi chính thôi, có một túi chính nha. Đây dây kéo của nó bị hư rồi các anh nha, dây kéo này là bị hư rồi, các anh mua vài chục đồng thay vô giúp em. Mã số 30 giá 150k, mã 30 giá 150k. Rồi có túi tiếp theo ạ. Túi này túi da các anh nha, túi da. Rồi dây kéo nó vẫn hoạt động bình thường nhá, dây kéo của nó vẫn hoạt động bình thường, bên trong có dơ tí thôi. Một túi chính và một túi phụ nhá. Đây túi phụ dắt rồi nè, túi phụ mini, túi phụ to bị dắt rồi. Và đây có túi mini nhá, túi mini này dây kéo nè, đây bị dắt các anh về các anh sửa lại giúp em nhá. Rồi túi này mã số 31 giá 100k, mã 31 giá 100k, túi da luôn. Rồi túi tiếp theo ạ. Túi này 1m3 các anh nhá, túi này 1m3. Mã là mã 32. Túi này túi dù nè, rất là đẹp luôn. Đây, dây kéo nè.
Túi này mua về là sử dụng liền luôn các anh nhé. Túi phụ này. Đi kéo bên này nhé. Đây, bên trong rất là đẹp luôn các anh nhé. Bên trong rất là đẹp luôn. Bên này có chất một tí là các anh dán băng keo vô xài thì cũng được các anh nhé. Túi này mã số 32 giá 400k. Mã 32 giá 400k. Rồi, con túi nhỏ nha các anh nhé. Túi nhỏ đựng cần tay nè. Đựng cần tay, cái túi này. 80 xăng nha các anh nhé. Túi da 80 xăng đựng cần tay. Mã số là mã số 33. Giá là 120k các anh nhé, 120k. Đây, dây kéo bằng hộp gọn bình thường luôn nha. Về chà ra, giữ sạch một tí là ok, dùng được. Túi tiếp theo, túi cuối cùng nhá các anh nhá. Túi cuối cùng. 1m1 các anh nhá, túi này 1m1. Đây, để cao su mũi nè. Để cao su. Đây, dây kéo nó của nó bằng hộp gọn được nhá các anh nhá. Đây, bên trong vô cũng kỹ nha. Rồi chà giữ dưới đây mà. Túi này là một mã số 34, giá là 170k. Mã 34 giá 170k các anh nha. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây. Các anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình các anh nha. Rồi em chào tạm biệt các anh ạ.